Thịt quanh mắt, tên khoa học là u tuyến mồ hôi, dân gian hay gọi là mụn đá hoặc mụn gạo. Bản chất của mụn thịt chính là các khối u lành tính xuất hiện trên da với kích cỡ thường từ 1 đến 3 mm. Nguyên nhân chính gây ra mụn thịt là sự rối loạn các tuyến mồ hôi. Mụn thịt gặp ở hầu hết các lứa tuổi, thường thấy nhất là sau khi dậy thì, phát triển mạnh ở phụ nữ sau sinh. Nữ nhiều hơn nam, mụn thịt xuất hiện nhiều nhất là vùng quanh mí mắt, nên thường gọi là mụn thịt quanh mắt. Có thể có ở các vị trí khác trên mặt, cũng như nách, ngực, bụng. Mụn thịt không gây viêm tấy, ngứa ngáy hay đau nhức nhưng ảnh hưởng nặng nề về mặt thẩm mỹ. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta gặp lại một bệnh nhân, chị Nguyễn Thị Toàn đến từ Thanh Ba, Phú Thọ. Chị đã bị mụn thịt đã nhiều năm vì không có điều kiện để chữa chạy kịp thời, cho nên là mụn thịt đã kiểm soát toàn bộ da mặt, lan sang cả mang tai, cả cằm. Cho nên là chúng tôi rất mong muốn là chị em của chúng ta được chăm sóc và điều trị kịp thời. Và đây là cái cấu trúc da mà chúng tôi đã điều trị được 3 tháng. Giờ đây mụn thịt đã được triệt tiêu đi một phần nào, sắc tố da đã bắt đầu sáng lên, không còn những ngứa bứt rứt. Tôi điều trị bây giờ được 6 tháng, làn da tôi thấy đẹp hơn. Tôi sẽ yên tâm điều trị đến lúc kết thúc. Thưa các bạn, để điều trị mụn thịt quanh mắt tại Trung tâm Thẩm mỹ viện Thanh Bình, chúng tôi yêu cầu các bạn nên thực hiện đúng quy trình điều trị. Các bạn không nên hoang mang để nghe theo những lời quảng cáo là mụn thịt điều trị một lần là hết. Bởi vì sắc tố của chúng ta là da vàng và kết cấu của nhân mụn phức tạp khác nhau, cho nên trong tiến trình điều trị này chúng tôi phải ưu tiên cho vấn đề tái tạo da, làm sao để kết thúc quá trình điều trị làn da sẽ hết sạch mụn và không để lại tì vết. Sau thời gian điều trị, chúng tôi yêu cầu các bạn thực hiện thời gian bảo hành đúng 4 tháng một lần để cho chúng tôi giữ được làn da của các bạn sạch đẹp mịn màng mà không bị tái phát mụn thịt. Thẩm mỹ viện Thanh Bình, 23 Cửa Đông, Hà Nội, điện thoại 0989 678 167.